Trấn Thành bật khóc nói chuyện chia ly trong đám cưới Diệu Nhi Anh Tú, một khách bị chỉ trích vì hành động kém duyên. Tại đám cưới đàn em, Trấn Thành đã lên sân khấu và có những chia sẻ xúc động. Nam MC bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của Diệu Nhi Anh Tú nhưng cho biết sẽ không chúc phúc trăm năm hạnh phúc vì đây là lời sáo rỗng. Chiều 10 tháng 10, đám cưới của Diệu Nhi và Anh Tú đã diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận, quê hương của cô dâu. Đây được xem là một trong những đám cưới được mong chờ nhất năm 2022. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ đình đám. Lần lượt khách mời đã tề tựu đông đủ và liên tục cập nhật những hình ảnh ở nơi tổ chức hôn lễ, làm cho đông đảo khán giả vô cùng nóng lòng và không ngừng trông ngóng. Một trong những vị khách mời nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ dân tình chính là MC Trấn Thành. Trong tiệc cưới, Trấn Thành đã lên sân khấu và có đôi lời gửi đến cặp đôi đình đám. Không chỉ Trấn Thành bật khóc nghẹn ngào, cặp đôi chú rể Anh Tú cô dâu Diệu Nhi cũng không kìm được những giọt nước mắt trước những chia sẻ đầy chân thành của đàn anh. Trước đó, trong buổi tiệc độc thân, Trấn Thành bị lan truyền hình ảnh được cho là đang khóc. Đính chính lại, anh cho biết mình không hề khóc và nhắn nhủ khán giả hãy canh tối đám cưới chính thức vào ngày 10 tháng 10 vì có thể lúc này anh sẽ xúc động và khóc thật. Giữ đúng lời nhắn nhủ của mình, quả thật trong đám cưới của Diệu Nhi, Trấn Thành đã lên sân khấu và ngẹn ngào gửi những lời nhắn gửi đến với hai người em thân thiết. Nam MC ngưỡng mộ cặp đôi khi đã giữ được bí mật về mối tình này trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, trong chia sẻ của mình, Trấn Thành gây chú ý khi liên tục nhắc đến chuyện dừng lại buông tay và cho biết sẽ không chúc hai em trăm năm hạnh phúc vì với nam nghệ sĩ đó là lời sáo rỗng. Cụ thể, Trấn Thành nói, trong rất nhiều năm qua, hai em đã không dám công khai tình cảm với công chúng. Tôi nghĩ tình yêu của giới nghệ sĩ bằng một cách nào đó sợ người ta biết đến, bởi vì sợ bàn tán, sợ tổn thương, bởi những lời nói không khéo léo, dễ bị tổn thương đến từ những người ác ý. Họ sẽ phán xét, họ sẽ làm cho chúng ta không còn dám công khai là mình đã yêu ai đó. Chúng ta sợ đến một ngày nào đó khi mình không còn yêu người đó nữa, chúng ta dừng lại vì một lý do khách quan hay chủ quan, thì chúng ta đều bị phán xét một cách nặng nề. Nam MC không giấu khỏi sự xúc động nói tiếp, tôi thực sự ngưỡng mộ khi hai em để giành được bí mật này trong từng ấy năm, để ngày hôm nay được hãnh diện nói với mọi người rằng họ yêu nhau. Tôi nghĩ tôi không làm được điều đó. Tôi xúc động bởi câu nói của Diệu Nhi, bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn được người ta thấy bạn trai yêu thương mình, không ai muốn lặng lẽ gặp nhau trong phòng. Tôi tôn trọng quyết định của hai em bởi tôi nghĩ, chờ đến giây phút này thì nó có cái hay của nó. Mọi người sẽ thấy đây là giờ phút họ bình an, dám nói với thế giới rằng tôi yêu em. Anh không chúc cho các em trăm năm hạnh phúc bởi lời chúc đó rất sáo rỗng trong cuộc sống hiện nay. Anh chúc cho các em định dạng được đối phương, hiểu đối phương là nhóm người gì trong cuộc đời này, để hiểu người ta cần gì ở mình và mình cần gì ở người ta. Hai em nương nhau mà sống, trong những lúc hai em khó khăn nhất, những lúc sắp buông tay nhau nhất thì hãy nhớ lại cảm giác ngày hôm nay. Tất cả những người ngồi dưới đang nhìn hai em và những lời hai em hứa với nhau mà giữ chặt tay nhau hơn một chút. Chúc hai em hạnh phúc, Trấn Thành xúc động nhắn nhủ Diệu Nhi. Ngoài ra, lễ cưới của Diệu Nhi được biết đã diễn ra với không gian riêng tư, chỉ những người có thiệp mời mới được vào khuôn viên bên trong buổi lễ. Diệu Nhi Anh Tú cũng lưu ý rằng các khách mời không được phép livestream hôn lễ của cặp đôi và cho biết ai livestream sẽ bị thu điện thoại. Tuy nhiên, bất chấp quy định được đưa ra, một số khách mời đã vô tư livestream thời khắc trọng đại của cặp đôi lên mạng xã hội, thu hút đông đảo khán giả vào xem. Hành động này dù giúp nhiều người hâm mộ được tận mắt trông thấy đám cưới của thần tượng, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích hành động kém duyên này. Sau hành trình dài yêu nhau, Diệu Nhi Anh Tú chính thức tổ chức lễ cưới. Đám cưới chính là minh chứng cho tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau trong suốt 7 năm qua. Trong lễ cưới, Anh Tú không kìm nổi xúc động, bật khóc nói. Bé Nhi hỏi có gì muốn nói với cô ấy không? Tôi chỉ muốn nói rằng 7 năm nay anh yêu em. Anh chưa hứa với em bất cứ gì. Ngày hôm nay tôi rất vui vì đã tổ chức lễ cưới như mong muốn. Mong hôm nay và mãi mãi sau này chúng ta luôn bên nhau.